Hello, chào các bác mà. Một chiếc máy chơi game MP5 hôm trước em đã làm review ấy, X20 mini. Và em có nói ấy, là chiếc máy này giải trí nhiều, nghe nhạc, xem phim, sách điện tử, thư viện ảnh các thứ. Nhưng mà thực sự chơi game nó quá là chán luôn. Nếu mà so sánh với một chiếc máy chơi game cầm tay mức giá tầm 500 nghìn, đơn giản như con M3S mà hôm trước em mua ấy, thì nó không thể nào bằng được. Chiếc máy M3S chơi game thích hơn nhiều. Hay là đơn giản như chiếc Q8 là 300 mấy thôi cũng hơn. Còn nói về chiếc Q90 bao cơ đi của bao cơ đi ấy, thì vô cùng là ngon luôn. Chính vì thế bao cơ đi thì Q90 em mua rồi đúng không? Nên lên tìm cái này. Đây, V90. Chiếc máy này nó có hình thiết kế rất là nhiều người làm rồi, bởi vì ra mắt từ năm ngoái rồi. Nó có kiểu dáng giống chiếc Game Boy Advance SP ấy. Đó, nó kiểu dáng giống chiếc máy đấy, gập này. Đó, và mức giá của chiếc máy này không hề rẻ một chút nào cả. Em mua ở trên Shopee là 868.000, ship từ Trung Quốc. Ở Việt Nam thì chắc là khoảng 600 mấy, 700 ấy. Nhưng mà Shopee Trung Quốc thì 868.000. Thì thực sự là em rất thích mua ở Trung Quốc. Đó, em thích mua ở đây hơn, bởi vì ở Việt Nam làm lâu, ship các bác ship lâu lắm. Mà thứ hai, đa phần là máy bị bóc hết rồi. Nó không ngon, không như là việc mình mua Trung Quốc mình tự bóc. Đó, bởi vì thiết bị này ở Việt Nam thì rất là ít, chứ không phải nhiều người bán. Mọi người không tin tưởng lắm, mọi người có thể bán Nintendo DS hoặc là DSi như em có thì ngon hơn nhiều so với chiếc máy này. Nhưng mà đây chẳng qua em mua về review cho các bác thôi, thế nên em mua. Thì ở đây em mua trên Shopee Trung Quốc nha. Tên mô tả trên Shopee là Paokri V90, màn hình 3 inch, màn hình IPS đàng hoàng. Đó, chơi được, có bộ nhớ trong là 16GB và chơi được game 16bit. Đây là giá tổng thiệt hại là 868.000, trừ hết vận chuyển đi chị cũng chỉ còn 868.000 thôi. Đó, thì bây giờ là hộp Trung Quốc thì nó cũng đơn giản như mọi gói hàng khác thôi không các bác. Bây giờ em sẽ mở hộp nhá. Thật ra thích chiếc máy này thì lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội để mà mua. Ngày xưa nó có 700 mấy rồi, đợt này nhân tệ lên 800 mấy, nó anh gọi mua vậy. Đó, đây hộp rất là nhỏ thôi. Có nhìn nhá, bởi vì nó gấp vào được. Cái này hộp rất là nhỏ. Chơi là 64 bit, không phải 16 bit, em nhầm, chơi game 64 bit. Đó, thì chiếc hộp này nó được dán băng dính theo kiểu siêu, nó hơi được mùi bắp, nó dán băng dính. Nó nhỏ nhắn xinh xắn như này thôi. Và em mua là cái màu đỏ nha, nó ghi là màu đỏ, thực ra là màu cam đúng như cái vỏ hộp này, nó là màu cam. Đó, ở trên hộp thì nó không có là tem của Paokri, mà không biết là tí ở trên sản phẩm nó có logo của Paokri hay không. Như chiếc Q90 nó đúng là có logo của Paokri, đấy mới là chuẩn. Đó, ở đây thì không thấy logo của Paokri ở trên hộp. Nhưng mà không biết là chạy hè này không, tí em mở làm xem nhá. Em làm xem thử review của các bác ở trên mạng ấy. Của Việt Nam mình luôn làm thì là nó có giống như hệ hành của hệ hành nhúng giống như của chiếc Q90 luôn, nhưng mà không biết chiếc máy này như nào. Đó, thì ở trên hộp nó chỉ đơn giản như này thôi. Ở mặt trên là hình in hình máy này và có ghi là game 64 bit hỗ trợ được. Và hình ảnh của chiếc máy thì các bác có thể nhìn thấy y như chiếc Game Boy Advance SP ấy. Đó, y xì luôn. Ở bên dưới này thì là nó hỗ trợ được hệ hành là 64 bit. Hỗ trợ được cái game như là game máy thùng, game GBA, game Family Computer, là Super Family Computer và những game của Sega. Đó, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Ở trên này sản xuất ở Trung Quốc nha. Phía bên này thì nó có cơ bản là các nút như nút R này, đó, nút R, nút D-pad này, nút điều khiển này, nút menu này, nút R, bên này nút R này, nút nguồn này. Đây là chỗ cắm thẻ nhớ này, đây là chỗ cắm USB này, không biết phải Type-C như Q90 hay không. Đây là cắm tai nghe nha. Đó, đây có mã vạch. Đây chỉ ghi bên trong máy thì sẽ có một cái máy, một cái cổng, một cái cáp sạc và một cuốn sách rất là dụng thôi, không quá nhiều là phụ kiện giống như chiếc máy này. Máy này có tai nghe các kiểu nhưng máy này không có nhá. Jack cắm TV như cái máy này không có, chỉ như vậy thôi. Đó, thì nó có ba màu cơ bản, ở trên này là màu đen, màu vàng và màu đỏ, thì nên em mua màu đỏ nhá. Đó, không có gì cả. Bây giờ sẽ đặt siêu xem như này. Ê, bây giờ đặt nhá. Này thì chơi game ngon hơn nhiều nếu mà giống như là Q90 so với chiếc máy này. Chiếc máy này thì giải trí nhiều hơn thôi, là chơi game ngon hơn. Ok, đó. Đây có một cái hình như là một cái hướng dẫn sơ qua bằng tiếng Trung và tiếng Anh ở đây. Đó, một cái nốt. Đây máy này. Có logo của Paokri này. Đó, trên này thì có logo của Paokri nhá. Đây, bỏ qua bên xem phụ kiện này. Hộp rất là nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Một sợi cáp USB Type-C. Giống sợi cáp của Xiaomi, cũng khá là to, màu trắng. Hơi mềm, dây có vẻ không xịn bằng. Dây này là không có bọc bọc gì ở bọc nhôm ở bên trong rồi. Dây này chỉ dây thường thôi, không có bọc nhôm. Đó. Nhưng khá là xịn. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, bên này là tiếng Trung và tiếng Anh. Đó.
chỉ có tiếng Trung với tiếng Anh thôi. Đây, tiếng Trung này, đây là tiếng Anh. Nói chung là cái này chỉ mang tính tham khảo thôi chứ không cần. Anh em chúng ta có thể cầm lên và biết chơi hết rồi. Chỉ có nước ngoài là cẩn thận cái này thôi chứ Việt Nam không cần đâu. Không cần đọc sơ mình bỏ qua nhé. Bây giờ đến máy này, đựng cho một cái bao như này. Đó, đây. Kích thước tương tự như chiếc là Game Boy Advance luôn. Đó, thì thiết kế nó cũng cơ bản chức năng thôi. Chất liệu thiết kế thì cũng hơi kém. So với con Q90 thì có vẻ như không ngon bằng, mà giá đắt hơn. Đây này, nhìn cái bản lề này. Nhìn cái bản lề là hơi vênh vênh. Nhìn cái bản lề là hơi vênh vênh nhá. Chất liệu nhựa hơi kém. Đây, những cái phía là lắp ghép vào nhau trông hơi vênh này. Đúng là hàng kiểu như Trung Quốc sản xuất hàng loạt ấy. Xưởng ấy, này không đẹp. Đây, các nút cũng vậy. Nhìn cái nút nó không đều này. Không thể là so sánh được những chiếc máy chơi game của Nhật được. Đó. Đây là cái cài đeo dây y như chiếc máy game Boy Advance thôi. Đây, lắp pin nha. Pin thì cơ bản là pin BL5C thần thánh. Gần như thiết bị nào ở Trung Quốc cũng sử dụng cục pin thần thánh này. Chúng ta có thể rất dễ dàng để mua được cục pin này, mấy nghìn một cục thôi. Mua cả đống về chơi giận được. Đó. Cái này là một chiếc thẻ nhớ này. À, thẻ nhớ khá là xịn. Thẻ nhớ 16GB của cái hãng Seapi. Bên Trung Quốc thì rất là nhiều hãng sản xuất những cái thiết bị này. Thế lại chưa nghe bao giờ, nhưng mà chất liệu thẻ nhớ làm khá là ngon. Như chiếc máy này nhé, như chiếc máy này này. Đó, cũng 500.000 không ít đâu, nhưng mà nó cho một cái thẻ nhớ no name luôn. 8GB và không có thương hiệu nào cả. Đó, đây thì nó có Seapi đàng hoàng. Đó, 16GB. Có thương hiệu Seapi và U1 Micro. Đó. Khá là ngon. Nói chung là cái về cái thẻ nhớ đã đắt hơn rồi. Đấy nha. Đó. Trên này thì nó có thương hiệu của Pakedi. Đó, phím đằng sau này thì có là lạ. Đó là chúng ta sẽ có hai phím là L1, R1, L2, R2. Là chơi game PS1 có vẻ ngon hơn so với lại cả Pakedi Q90 khi mà ít nút hơn. Đó, nút ấn thì khá là ngon. Đây là nút ấn dạng dạng cao su nha. Chứ không phải nút ấn kiểu kim loại bật bật đâu. Cái cách nào như trước này. Đây này. Nghe này. Đấy, cái cạch này là kim loại này. Còn đây là dạng cao su êm này. Đó. Phía này thì có nút volume. Gọi volume dạng là vặn xoay. À, chân tai si đây. Chân tai si thế là ngon rồi. Cho trong chiếc máy này mới sản xuất. Còn năm nay và vẫn sử dụng chân mini USB cái dạng này rất là lâu rồi. Chiếc máy này là chỉ dùng lên cũ vỏ mới thôi. Đó. Còn đây là mới hoàn toàn tai si này. Đó. Mở ra nha. Đó, nâng ngồi bên này. Đây, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Mở ra thì nó có dạng thiết kế này, màn hình là 3 inch. Rất là đen, tấm nền IPS đàng hoàng. Đó. Đó, màn hình dạng chìm xuống rất là cao, thế nên là chúng ta sẽ tránh bị xước hoặc là bị chạm vào những cái nút này. Đó, các nút bấm thì rất là mềm bởi vì dạng nút bấm cao su mà. Đấy, mềm những cái nút này, nó rất là mềm này. Này, phím reset này, à phím reset là phím đây. Đây là kim loại này. Đấy, cao su, đây cao su hết này. Đây, hai bên này là hai bên loa luôn, đây là hai loa thực tế luôn, nhìn thấy hai loa này. Đây có một khe mic này. Đó, bây giờ em sẽ mở nguồn nha. Đấy, on lên xem nào. Đó, là NX hút y như Q90. Đó, hệ hành nhúng. Đó, y như Q90 thôi. Ở Việt Nam thì nhiều bạn bán máy này, các bạn ấy mốt sang tiếng Việt. Không giấu. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Đó, đây em mua gác cúc từ Trung Quốc về cho các bác biết là Trung Quốc sẽ là như nào. Đấy nhá, thì ở trên này là có cái phần như ở cái đặt giao diện xem này. Đó, ấn này để di chuyển này. Hóng này để di chuyển được. Đó. Đây là giao diện, trong đó là trên này nó có nghe nhạc được này, xem phim được này, ghi chú được này, trình duyệt, quản lý file này. Đó, cũng khá là nhiều tính năng. Đó, ở bên này thì sẽ có các trở lại game. Ví dụ như Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Family Computer nét ấy, Super Family Computer, GG, MS, MD. Đây có PS1 này. Đó, trong này cũng rất là tích hợp rất là nhiều game PS1, tí em chơi thử nha. Cái này có vẻ mượt hơn thì phải. Ấn nút select để back lại. Giá nó cao hơn con Q90. À, nút nào để ấy nhỉ? Nút nào quay lại? À, nút start quay lại. Đó. Rất là nhiều hệ máy game. Rất là nhiều luôn. Phải đến 4 cái. 1, 2, 3, 4, 16 hệ game tất cả. 16 hệ game tất cả. Đó. Phía bên này là một số game tích hợp sẵn này. Của Trung Quốc này. Phía này là cài đặt giao diện này. Đây, ngôn ngữ thì có tiếng
tiếng Anh, tiếng Trung này, tiếng Đức, tiếng Italy, tiếng Hàn Quốc này. Tất nhiên là không Việt Nam rồi, Việt Nam để về Việt Nam các bạn từ từ ấy thôi, từ thiết kế thôi. Đó, pin BL5B. Đó, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra đây là thay đổi giao diện. Mặc định này. Rất là nhiều giao diện khác nhau. Giao diện này đi. Đó, giao diện này. Bây giờ mình sẽ vào game thử nhá. Chơi game PS1 trước đi. Game gọi là khủng khủng tí. Trong này có game Rockman X6. Để xem những game Agamemnon, một số game thôi. Contra. Không có Metal Slug gì. Thôi chơi Rockman X6 đi. Đó. Xem âm thanh như thế nào. Chắc các bạn lên là to rồi. Copy game ở trên máy này nó rất là dễ thôi, bởi vì nó dùng thẻ nhớ, các bạn chỉ cần copy thẻ nhớ, các bạn chỉ cần copy thẻ nhớ là được. Đó. Rất là nhanh. Nhanh hơn Q90, Q90 chơi game PS1 có vẻ như không nhanh như chiếc máy này. Tiếng Nhật rồi. Là tiền bản tiếng Anh có bảng thôi. Nói chung là game theo gốc của Trung Quốc thì nó không hay lắm đâu. Toàn game bên người Trung Quốc là thích đâu. Cái game mà anh em tuổi thơ của anh em thích thì không có. Cho nên là khi mà chúng ta mua chiếc máy này ở Trung Quốc về thì là các bác phải lên trên mạng, các bác có cái PC game mà các bác thích về thì chơi sẽ thích hơn. Thế nhưng 16GB có rất là nhiều game. Mà game PS1 thì nó rơi khoảng 700 MB thôi, bằng một đĩa CD thôi. Đó, ấn này reset lại này. Exit game này. Đó, rất hệ này nhúng rất là nhanh. Thử chơi game GBA xem nào, xem có game là gì không. Cũng có Pokemon này này. Pokemon chơi luôn, máy này là không chơi được Pokemon nhá. Đó. Rất là buồn cười là bé này không chơi Pokemon, game khác chơi được Pokemon hay chơi được. Đó. Đó, rất là nhanh. Lát game cực kỳ nhanh luôn, màn hình chắc chắn là đẹp hơn là GBA Game Boy Advance SP gốc. Chắc chắn một điều đẹp hơn, chắc chắn là đẹp hơn. Bởi vì đây là màn hình IPS. Khi mà chúng ta mua một chiếc Game Boy Advance xịn, để bây giờ chỉ mua để sưu tầm thôi chứ chơi game chán lắm, thì là chúng ta phải mua băng miếc về, trong khi đó đèn chúng ta không cần. Mà hình dáng giống như này, mà màn hình là màn hình, nếu họ có lại mua lại hai đèn ấy, màn hình tối mù luôn. Mua lại bốn đèn thì màn hình mới sáng, nhưng mà vẫn không thể nào đẹp bằng IPS được. Đó. Nhiều bạn trên mạng thì đã từng hướng dẫn cách độ màn hình, mình rất là thích, nhưng mà mình không tìm được chiếc Game Boy Advance nào mà giá rẻ rẻ, bởi vì các bạn bán hiện tại dạng sưu tầm rất là đắt, 700-800 một cái. Mà trong đó 700-800 mình mua được cả Nintendo DS rồi. Nó chưa kể mình phải mua băng nữa. Còn ví dụ như mua cái băng mà để cắm vào thẻ nhớ ở cái boy thì nó có đắt, không rẻ thế nào cả. Xác định bây giờ mua một chiếc máy về chơi có tiền triệu, thế là mình không muốn mua. Mình nói thật như vậy, mình rất muốn mua thôi. Mình mua còn hai đèn về, mình lại mua thiết bị để mình chế đèn, thì cái đây mình thích hơn, nhưng mình không muốn mua. Thì bây giờ mình có thể mua được chiếc máy rẻ hơn, máy xịn hơn mà rẻ hơn đó. Thế thì hôm nay mình chỉ làm sơ qua bóc hộp một chiếc máy PowerGD V90 này. Rất tiếc trên hộp không có, trên hộp lẽ là phải in logo. Trên máy thì có in logo rồi đúng không? Chơi game rất ngon, cầm rất là nhẹ nhá. Chất liệu nhựa thì không được xịn cho lắm, nhưng mà xứng đáng này, các bạn có thể xuống tiền còn mua. Hiện tại ở Việt Nam bây giờ các bạn ấy bán thì khoảng 600-700 thôi. Đó, các bạn có thể mua thay vì các bạn mua Game Boy về các bạn chơi. Bởi vì cái này chúng ta chơi được PS1 này, chúng ta có thể chơi được Game Boy Advance, Game Boy Color, chúng ta có thể chơi được game NES hay Super NES. Đối với việc đấy, đối với chiếc máy mà thậm chí chiếc DS là cũng không thể chơi được cái PS1. Đó, chiếc máy Game Boy xịn cũng có thể chơi PS1. Chúng ta mua chiếc máy này chúng ta chơi được cái PS1 để trở lại về đổi thơ cũng khá là ổn. Pin thì là pin BL5C, chúng ta có thể mua một đống pin về với giá khoảng mấy chục nghìn một quả thôi, 20 một quả thôi chẳng hạn. Chúng ta có thể đi chơi du lịch, chúng ta cầm theo ra chơi thoải mái luôn, không phải nghĩ chuyện hết pin. Đó, thế nên các bạn có thể mua chiếc máy này về giải trí hoặc là tặng các cháu rất là hợp lý. Đó. Giá chỉ tầm 600-700 thôi, khá là ok so với việc là chúng ta mua máy này. Máy này thì đẹp, màn hình to,
Nhưng mà cái này thì chỉ để xem phim thôi, chứ còn để so với chiếc máy này không thể bằng được. Chơi như đáp đi ấy, không phải nói mình phải nói thật như vậy. Ngày nay chỉ làm cái clip nhanh này thôi, các bạn xem mà thấy hay thì các bạn chơi mà like chia sẻ mọi người xem nhá. Các bạn xem clip trở lại vậy qua.